À, xin chào xin chào toàn thể quý anh chị em các bác đã quay trở lại với kênh vua công suất à, video ngày hôm nay thì bên cửa hàng xin được phép là chia sẻ một chút à, kiến thức về âm thanh à, hướng dẫn các bác là kết nối cục đẩy công suất cùng với lại vang cơ hoặc băng số à, và cái thứ hai nữa là một cái mẹo nó mà không phải ai cũng biết các bác nhé đó là kết nối rác à, new cùng với cục đẩy công suất và đấu nối nó như thế nào một cách đơn giản và một cách hiệu quả cũng như là nhanh nhất các bác nhé mà cái mẹo này thì em khẳng định các bác là không phải ai cũng biết đâu ạ. Đây là một cái mẹo rất là hay và nó tiết kiệm cái thời gian của anh em khi mà đi thi công. Nó vì bởi vì sao ạ? Trong cái rác nhiều trích này thì nó sẽ bao gồm là uh, kết nối như kiểu là một cộng một trừ rồi hai cộng hai trừ mà cái số nó rất là khó nhìn các bác nhé. Một lát nữa thì em sẽ đi chuyên sâu về cái rác nhiều trích này mà rất là dễ để các bác kết nối không cần phải nhìn số đâu ạ. Rồi, ok các bác nhé. Để mà kết nối cái bộ dàn âm thanh cục đẩy công suất cùng với vang thì uh, các bác cần hiểu một chút là các cái chức năng như là vang nó có nhiệm vụ gì là cũng đẩy công suất nó có nhiệm vụ gì thì đầu tiên uh, chiếc vang ở phía trước màn hình các bác đây thì uh, nó còn được gọi là mixer kỹ thuật số đó và nó có công năng sử dụng trong cái bộ dàn karaoke là để tăng cường uh, hiệu ứng âm thanh và làm cho cái giọng hát của cái người sử dụng trở nên mạnh mẽ hay hơn và cái thiết bị này thì nó tạo ra các cái hiệu ứng âm thanh phụ À, như là các cái phần như là vang nhạy eco cộng với gì vợt đó là cái phần âm sắc của tiếng mic để sao ạ à, để các bác à, hát hay hơn bay tiếng hơn đúng không ạ à, không cần phải luyến lái quá nhiều và cái nhiệm vụ của vang là nó sẽ hỗ trợ các bác ở à, trong cái vấn đề đó và cái thứ hai à, cục đẩy công suất à, cục đẩy công suất thì nó có nhiệm vụ là gì cục đẩy công suất thì à, nó có nhiệm vụ chính là khuếch đại tín hiệu ra loa đó nó khuếch đại và to nhỏ đúng không ạ? Công suất lớn khỏe đúng không ạ? Công suất nhỏ này công suất khỏe. À, thì nó sẽ đưa ra à, và nó sẽ phù hợp với à, các cái đôi loa khác nhau. Đấy, trung bình thì à, một đôi loa công suất khoảng chừng là các bác cứ để ý cho em này. Các bác cần lựa chọn cục đẩy công suất sao cho mà cái mức công suất nó gấp đôi mức công suất của loa. Có nghĩa là loa full 30 thì chẳng hạn như là công suất là 300W cho một quả thì các bác cần tìm một cục đẩy công suất khoảng chừng là 600 cho đến là 800W để sao ạ nó gấp đôi công suất và khi các bác nghe nhạc đúng không ạ 300W và khi mà các bác hát karaoke thì nó sẽ cần công suất gấp đôi đó khi hát karaoke thì nó sẽ muốn công suất hơn là nghe nhạc các bác nhé và trước khi mà các bác kết nối vang cùng với lại cục đẩy công suất thì các bác hãy kiểm tra cho em một điều đó là cái nguồn điện cấp cho chiếc vang và cục công suất này nó sử dụng nguồn à, bao nhiêu volt đúng không ạ à, như ở trên màn hình à, đây thì em đang sử dụng một chiếc vang sử dụng nguồn điện là 220v và cục đài công suất thì đây nhà hãng họ có ghi là 180v cho đến là 260v thì các bác có thể là cắm vào cái nguồn điện à, gia đình sử dụng bình thường đó và điều tiếp theo là các bác à, cái nguồn à, cấp nhạc cho các bác thì các bác à, để ý cho em này nguồn cấp nhạc thì các bác có thể thấy lấy từ đâu ạ lấy từ điện thoại này đúng không ạ Thứ nhất là điện thoại này, thứ hai là laptop này, thứ ba nữa là TV, thì các bác kết nối vào đâu? Các bác chuẩn bị cho em là à, cái jack kết nối cho nó phù hợp nhé. Có thể là từ TV xuống thì các bác có thể là sử dụng là cổng quang. Các cái TV đời mới bây giờ à, nó có ghi rõ này là optical này cổng quang. Tức nghĩa là kết nối cắm nhạc, à, cắm một cái cổng quang ở trên TV và cắm xuống đây. Đây là nguồn nhạc đầu vào. Có thể là sử dụng cổng quang. Nếu như mà không dùng cổng quang hoặc là có bộ chuyển đổi rồi, thì các bác có thể là cắm sang cái cổng hoa sen như là thông thường ở đây thì nó có ghi rõ ở đây là audio đúng không ạ tín hiệu đầu vào input là đầu vào đấy ạ Đó, các bác cắm cho em là cổng in một hoặc là in hai này thông thường thì uh, những con vang thì nó sẽ có các cái ngõ như là in một in hai và những con vang đời mới thì nó sẽ có thêm những cái cổng đây là cổng quang cổng optical để các bác uh, đưa nhạc vào con vang và cái mục đích mà đưa nhạc vào con vang này là các bác uh, uh, đưa tín hiệu vào và để nó xử lý cái phần âm sắc của nhạc như là cái phần như là có thể là tăng giảm uh, phần bass này phần chung phần chép của nhạc đó có thể thay đổi được cái phần âm sắc đó và cái nữa là các bác có thể là à, chỉnh thêm về cái phần mic micro đấy ạ cái phần mic thì à, em đã có giải thích ngay ở những cái đầu video rồi đó là sao ạ tăng cường cái tín hiệu và cho các bác là dễ hát hơn này đúng không ạ phần vang nhại phần Eco phần gì vợt à, sau khi mà các bác đã đưa được tín hiệu vào vang rồi thì bây giờ là Tín hiệu từ vang sẽ đưa xuống cục đẩy công suất như thế nào Thì các bác hãy chuẩn bị cho em là một cặp rác ca Hai đầu đực cái các bác nhé Và rác ca nông này thì các bác kết nối cho em Cái ngõ ra của con vang này đưa ra loa sẽ là cái cổng main R và main L Đấy, Các bác cắm vào cho em là cái ngõ này Cắm thật chặt các bác nhé Và cái cặp uh, rác còn lại sẽ là rác ca đực Và các bác kết nối xuống cục đẩy công suất ở đây cục đẩy của em là sẽ có bốn cửa công suất nó có bốn kênh thì uh, các bác cắm một kênh nào thì các bác sẽ đưa ra loa tương đương với kênh đó nhé em đang cắm là kênh C và kênh D hoặc các bác có thể là cắm một kênh A hoặc kênh B này kênh A kênh B thì các bác sẽ ao ra bằng là uh, đưa ra loa là cổng A và cổng B uh, cục đẩy công suất này thì nó sử dụng uh, jack NUCIIC vậy thì uh, jack NUCIIC khi mà đưa về cho các bác thì các bác kết nối như thế nào đây là một cái vấn đề mà rất nhiều các bác đang gặp phải đó là cái nối sai sau đó là à, bên cửa hàng thì à, bán rất là nhiều các cái mã đẩy công suất khác nhau đúng không ạ đối với những chiếc đẩy công suất mà nó có rắc cài như này đây em có chuẩn bị cái rắc cài cho các bác à, à, cục đẩy công suất mà nó có cái rắc cài như này đơn giản các bác cứ kết nối cho em là dây âm này và dây dương nó như này thì không sai được màu sắc nó rõ ràng như này rồi đó và cái hệ công suất đời mới thì bao giờ nó sẽ có thêm cái rắc niêu trích nó sẽ chuyên nghiệp hơn đúng không ạ một lát nữa thì em sẽ hướng dẫn các bác các cái nốt chức năng của đẩy công suất đây nhá bây giờ là hướng dẫn cho các bác là cái mẹo để uh, kết nối cũng như là đấu cái rắc niêu trích này một cái cách nhanh nhất Đó. nhanh nhất dễ hiểu dễ hiểu nhất các bác nhá và không phải cái mẹo này ai cũng chia sẻ cho các bác đâu một cái mẹo rất là hay này Đây ạ ở trong uh, rác niêu trích thì nó sẽ có bốn ngõ à, là ngõ 1 cộng 1 trừ này rồi 2 cộng 2 trừ này đấy thì đa phần thì các cục đẩy công suất thì nó sẽ sử dụng là 1 cộng 1 trừ còn trên các cái đôi loa thì có một số các dòng loa nó sử dụng là 2 cộng 2 trừ à, vậy à, làm sao để các bác tìm được 1 cộng 1 trừ ở đây để đấu cho đúng ạ nếu như các bác đấu sai nhá nó sẽ không đưa tín hiệu ra loa đâu đó nó không đưa tín hiệu ra loa đâu và nhiều cái trường hợp mà em gửi cục đẩy các bác sử dụng giáp lưu trích và các bác đấu sai sau đó là các bác lại đổ lỗi cho là cục đẩy nó bị lỗi đó và gọi điện đến cửa hàng thì em lại mất thời gian để em hướng dẫn lại cho các bác. thì trong cái video này em cũng mong em làm video này là cũng mục đích là để các bác uh, chia sẻ cái video này uh, cho các bác mà đang sử dụng uh, cục đẩy công suất uh, mà mà sử dụng cái rắc nêu trích này để đưa cái tín hiệu khuếch đại ra loa thì các bác hãy xem video này nhá. đây ạ các bác để ý cho em này. ở trên mỗi rắc nêu trích này thì nó đều sẽ có hai cái lẫy một lẫy đầu to và một lẫy đầu nhỏ này đúng không ạ 1 cộng 1 trừ 2 cộng 2 trừ bây giờ không thèm, không thèm nhìn con số ở trên này luôn. Đó. Chấp luôn đúng không ạ? Nó ghi kiểu gì nó ghi kệ nó luôn. Nó nhỏ quá, các bác không thấy được đâu. Cái số nó rất là nhỏ, rất là mờ này. Này các bác thấy không ạ? Rất nhỏ, rất mờ nhá. Để mà đấu đúng được. À, với các bác lớn tuổi là là hơi khó đấy. Thì các bác bây giờ các bác dùng mẹo cho em. Đây ạ, một lẫy to này. Một lẫy to đây. Và một lẫy nhỏ đây, đúng không ạ? Một lẫy nhỏ đây. Các bác đấu cho em này, các bác đấu cho em là cái dây đỏ. Dây đỏ thì các bác kết nối vào đó đối diện với cái lệ to đây là cái nối cho em cái dây đỏ này và bên cạnh nó bên 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 trái nữa các bác đấu cho em là dây mát tức nghĩa là dây âm đấy ạ dương là đối diện này và bên trái của nó các bác đấu cho em là dây mát dây âm đúng không ạ đấu như này chắc chắn sẽ đúng các bác nhé chắc chắn sẽ đúng đó, nó là một cộng một trừ đấy ạ và sau khi kết nối xong thì các bác à, à, đó, Vặn lại đúng không ạ kết nối này thì như này đây xoay cho em một vòng đó và khi mà các bác đây là cái cách mà để các bác mở các bác đấu nối rắc điều trích nhá để ý cho em này lẫy to lẫy nhỏ này thì ở trên cục đẩy nó cũng có một lẫy to và một lẫy nhỏ đây các bác cắm vào tương đương này xoay cho em một vòng được chưa đó và các khi mở ra như thế nào đúng không ạ nhiều các bác là cắm vào rồi nhưng mà lại còn không biết cách mở cơ thì mở như thế nào thì các bác kéo ở trên trên này nó có một cái lẫy này đấy các bác kéo nó ra đúng không ạ lẫy gài này lẫy ạ trên tất cả các cái new trick thì nó đều thiết kế kiểu này thôi ạ. Có một cái lẫy gài ở đây các bác nhé Sau đó các bác xoay ra là ok thôi. Được chưa ạ? Đó và tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho các bác một số uh, các cái chức năng ở trên uh, ở cái phía cái, các cái nốt ở phía sau cục đẩy công suất mà các bác thắc mắc. Thì trong video lần này em sẽ hướng dẫn các bác luôn này. Ờ uh, sensitivity có nghĩa là độ nhạy khi mà các bác đã cấp tín hiệu từ con vang À, vang có thể là cấp vào cục đẩy công suất này đúng không ạ à, mixer có thể là cấp vào cục đẩy công suất này và cái tính năng mà độ nhạy của cục đẩy công suất này nó mục đích là sao ạ để khống chế nếu như mà các bác sử dụng mixer ấy các bác đưa cái tín hiệu vào nó quá lớn đúng không ạ à, nó có thể dẫn tới là uh, cháy cục đẩy hoặc là ngắt dơ le thì cần phải khống chế lại và cái độ nhạy này thì nó sẽ tương đương với cái số vôn này Độ nhạy mà gọi là cái số vôn càng thấp đó Thì cái độ nhạy của đưa cấp tín hiệu vào nó càng cao 0,77 này Các bác cứ để ý ạ Các bác vặn cái chiếc áp phía đằng trước đấy ạ 0.77 nhá đó, Vặn cùng một mức thì 0 nó sẽ là đưa tín hiệu ra to nhất lớn nhất đó Và thấp nhất nó sẽ là 1.44V Tiếp theo đó là mode, mode ở đây thì nó bao gồm là stereo này, parallel rồi chức năng là bridge, stereo có nghĩa là cái chế độ đánh độc lập của từng kênh một. Ở đây thì con đẩy hai kênh, CH1 này, CH2 này. CH2 đây ạ. Thì nó sẽ là đánh độc lập từng kênh một tín hiệu nhạc có những cái bài nhạc nó sẽ chạy từ loa này sang loa khác. Thì đó là cái chế độ ở cái chức năng stereo. Và cái chức năng parallel có nghĩa là chức năng mà nó đánh theo cái, cái hệ nhạc gọi là nhạc mono, có nghĩa là đánh đưa vào một kênh ấy, ngõ nhạc đưa từ con vang nữa tín hiệu nhạc đưa vào con vang đưa vào một ngõ và nó sẽ nhận dạng sang cái ngõ số 2 luôn và cái chế độ nghe nhạc này thì không khác gì các bác đang nghe một vế công suất đâu đúng không ạ loa trái hoặc là loa phải đấy các bác uh, nên chơi cái chế độ stereo để mà đảm bảo cái chất lượng âm thanh nó hay nhất các bác nhé và cái chức năng thứ ba cái chức năng Burris uh, bridge này có nghĩa là cái chế độ dồn kênh con đẩy mà em đang quay cho các bác đây là con đẩy 750W một kênh khi mà các bác gạt sang bridge đây thì nó sẽ cộng gộp lại kênh uh, 1 và kênh 2 nó sẽ cộng lại thành là 1.500W và mục đích của dồn kênh này là để các bác sử dụng cho quả súp Đúng không? quả súp là nó sử dụng uh, quả trầm đấy ạ. trầm hơi bát uh, 50 nó ngốn rất là nhiều công suất thì cái mục đích mà mà cái chức năng bridge này nó sinh ra đó là chức năng dồn kênh tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bác nhé Ok các bác nhé Cái video đến đây là cũng khá là dài rồi Các bác thấy video mà cần góp ý gì thêm đúng không ạ Các bác có thể là bình luận ở phía dưới để chia sẻ cho tất cả các bác đang chơi âm thanh nó mà chưa biết đến cách kết nối cũng như là các cái tính năng ở trên vang này cục đẩy công suất nó cùng chia sẻ trong video này các bác nhé một lần nữa thì em thế anh kênh vua công suất xin được cảm ơn các bác đã theo dõi video À, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị em và các bác